Katy Price chơi thâu đêm với vận động viên lặn kém 20 tuổi. Katy Price vướng nghi vấn hẹn hò vận động viên Martin Lee, người từng giành huy chương vàng Olympic. Theo Mirror, Katy Price bị cánh săn ảnh phát hiện đi chơi thâu đêm cùng vận động viên lặn, người Anh, Martin Lee vào ngày 22 tháng 12. Cả hai rời khỏi câu lạc bộ đồng tính Freedom ở Soho vào lúc 3 giờ sáng. Martin Lee không rời Katy Price nửa bước trong chuyến đi chơi. Người mẫu diện đồ thể thao, say sưa nhảy trong quán bar. Sau đó, vận động viên lặn sinh năm 1998 đưa Katy Price đi mua sắm. Martin Lee là vận động viên từng giành huy chương vàng bộ môn lặn ở Olympic, anh kém Katy Price 20 tuổi. Trước nghi vấn hẹn hò, đại diện của Katy Price cho biết cả hai chỉ là bạn bè, không có quan hệ tình cảm. Gần đây, người mẫu 44 tuổi vừa thực hiện xong ca phẫu thuật nâng ngực lần thứ 16, cô hiện nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau ca mổ. Katy Price cũng quyết định chia tay các gút sau khi bị hôn phu phản bội. Cô vướng vào rắc rối với người yêu cũ Kieran Haller, 35 tuổi. Trong một bài phỏng vấn trên The Sunday Times, người mẫu cho biết tất cả khó khăn trong cuộc đời cô đều ít nhiều liên quan đến những bạn trai cũ. Tất cả bộ phim truyền hình, sự phá sản, suy sụp của tôi đều đến từ đàn ông. Luôn luôn là vậy, cô chia sẻ. Katy Price sinh năm 1978 tại Anh. Năm lên 16 tuổi, cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu kiêm ca sĩ và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công. Khán giả luôn nhớ tới Price như chân dài bốc lửa bậc nhất ở xứ sương mù. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia trong lĩnh vực diễn xuất. Người mẫu 42 tuổi từng xuất hiện trong show truyền hình thực tế nổi tiếng Baywatch và một số phim. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Katy Price hiện có 5 người con, lớn nhất là Harvey, 20 tuổi. Những năm qua, tên của người mẫu nước Anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Năm 2016, Katy Price tiết lộ cô đã tiến hành 11 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tút tát vòng 1.